Hà Thương xin chào các bạn khán giả của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai với Hà Nội tìm mãnh hổ ở thánh địa Pleiku. Trực tiếp V-League 2021 Hoàng Anh Gia Lai sẽ có cuộc tiếp đón Hà Nội trên sân nhà. Đây là trận chiến thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. 17 giờ ngày hôm nay, 18 tháng 4, trên sân vận động Pleiku, mọi ngà đường đổ dồn về Pleiku để đón xem màn so tài giữa Công Phượng Văn Toàn với Quang Hải Văn Quyết. Trận đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội được ví như từ Việt Nam thu nhỏ với hàng loạt ngôi sao trong đội hình của hai đội. Hoàng Anh Gia Lai có tâm lý thoải mái hơn bởi cho dù kết quả như nào thì họ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2021. Tuy nhiên, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân Pleiku, hẳn thầy cho Kia Tisak đều muốn có ít nhất một điểm dành tặng người hâm mộ. Tiền vệ Tuấn Anh đã trở lại tập luyện. Nếu Di Cô Thái xếp Tuấn Anh đá chính, tuyến giữa của đội bóng phố núi trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Khán giả tiếp tục kỳ vọng vào sự tỏa sáng của Văn Toàn và Công Phượng, bộ bộ đôi đang có phong độ cao sau nhiều trận đã qua. Ban tổ chức sân đã tiến hành mở bán vé từ sáng 18 tháng 4, tuy nhiên trường đó là không đủ với sức hút của trận đấu. Rất đông khán giả lặn lội từ các tỉnh thành khác đến phố núi, xếp hàng dài hàng km để có thể sở hữu tấm vé chứng kiến trận siêu kinh điển giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội. Bầu Đức đã quyết định cho lắp màn hình lớn 400 inch ở gần sân Pleiku để phục vụ cho những khán giả không có vé vào sân. Đội bóng nào mới là mãnh hổ thật sự? Câu trả lời sẽ có sau khi trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội kết thúc. Người trong cuộc nói gì trước trận? Huấn luyện viên Kiatisak đối thủ của chúng tôi là đội bóng mạnh, họ có nhiều tuyển thủ quốc gia hoặc các ngoại binh tốt trong đội hình. Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội rất hấp dẫn. Chúng tôi luôn tôn trọng Hà Nội và sẽ thi đấu hết sức mình. Tôi động viên học trò của mình không nên áp lực. Có thể trong lịch sử đối đầu Hoàng Anh Gia Lai hay thua Hà Nội, nhưng năm nay sẽ khác. Hoàng Anh Gia Lai luôn hướng đến bóng đá đẹp để cống hiến. Truyền thông Thái Lan sẽ chú ý đến trận này, đó là cơ hội để tôi thể hiện triết lý huấn luyện viên của mình. Huấn luyện viên Keatisak nói xuân trường thì nói rằng tôi không quá quan tâm đến vị trí hiện tại của hoàng anh gia lai khoảng cách chín điểm chưa nói được điều gì cả hà nội có nhiều cầu thủ đồng trang lứa với chúng tôi nhưng dặn dày kinh nghiệm trận mạc họ thực sự là đội bóng rất là mạnh nên đây sẽ là trận đấu rất khó khăn với chúng tôi khá lâu rồi chúng tôi chưa ăn tập với nhau trên tuyển quốc gia nhưng điểm mạnh điểm yếu của nhau chắc chắn mọi người biết cả rồi huấn luyện viên kia tisak đã cho chúng tôi tập nhiều để đá những trận căng thẳng như thế này từ khi ông ấy mới trở lại việt nam huấn luyện viên hoàng văn phúc trả lời phỏng vấn từ trận thua Sài Gòn ở vòng 1, Hoàng Anh Gia Lai đã có chuỗi trận bất bại ấn tượng. Hoàng Anh Gia Lai đang đứng đầu bảng xếp hạng là chứng minh cho năng lực của họ. Hà Nội chào đón sự trở lại vô cùng quan trọng của đội trưởng Văn Quyết, quy ra sân khiến sự quyết tâm của toàn đội cũng tăng lên nhiều. Chúng tôi sẵn sàng cho trận chiến với Hoàng Anh Gia Lai, hy vọng may mắn đến về phía Hà Nội. Quang Hải phát biểu trên trận đấu: "Tôi nghĩ 9 điểm không phải khoảng cách quá lớn ở thời điểm này. Chúng tôi nhận thấy Hoàng Anh Gia Lai đã có sự tiến bộ lớn. Cá nhân tôi và các đồng đội sẽ phải thận trọng." tối đa trong cuộc chạm trán lần này. Đội hình dự kiến của hai đội như sau: Hoàng Anh Gia Lai, Tuấn Linh, Hữu Tuấn, Kim Đông Su, Memovic, Xuân Trường, Minh Vương, Hồng Duy, Văn Thanh, Công Phượng, Brandao, Văn Toàn. Phía Hà Nội: Tấn Trường, Văn Xuân, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Kiên, Xét, Văn Quyết, Tấn Tài, Kevin, Quang Hải, Bruno. Từ lời thách thức của người cũ Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ Hà Nội sẽ không lặp lại trận đấu mất ngôi. Thưa quý vị, cuộc gặp gỡ được mong đợi nhất trên phố núi rất có thể sẽ khiến bầu Đức phải buồn lòng với diễn biến đảo chiều cuộc đua vô địch Hoàng Anh Gia Lai. Trước vòng đầu thứ 9 V-League, đồng đội của Kia Tisak ở Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời cũng là cựu tuyển thủ Việt Nam, trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng đã đưa ra lời nhận xét đầy thách thức dành cho thầy trò Di Cô Thái. Nhưng chiến thắng của Hoàng Anh Gia Lai phân nửa đến từ sự may mắn, nửa còn lại là tinh thần, sự thăng hoa, phong độ nhất thời. Sau lời nhận xét của người cũ Hoàng Anh Gia Lai, các học trò Kia Tisak lập tức khiến ngôi sao huyền thoại đội bóng phố núi phải phiền lòng khi trận đối đầu với Dược Nam Hà Nam Định được nhận định là thắng dễ với Hoàng Anh Gia Lai lại trở thành minh chứng rõ nhất cho lời nói mất lòng của cựu trung vệ tài năng Nguyễn Mạnh Dũng. Quả tình đội bóng bầu Đức không chỉ may mắn mà còn cực kỳ may mắn mới có trận thắng 4-3 đầy kịch tính trước đối thủ được đánh giá là thấp hơn rất nhiều. Nói một cách công bằng, đội bóng Thành Nam xứng đáng có được một điểm từ phố núi thay vì đánh rơi trận hòa bởi quả phạt đền ở phút bù giờ. Trận đấu ấy Hoàng Anh Gia Lai có sự thăng hoa với ba bàn dẫn trước. Họ có tinh thần thi đấu rất tốt cho đến lúc Nam Định bắt đầu lội ngược dòng. Và ba bàn thắng của đội bóng Thành Nam chứng minh rõ nhất cho cái gọi là phong độ nhất thời mà Nguyễn Mạnh Dũng từng nhắc đến. Đội bóng phố núi đang bay cao trên đỉnh v với những thống kê cực kỳ hoành tráng. Họ ghi nhiều bàn nhất để thùng lưới ít nhất, có chuỗi trận chiến thắng và chuỗi trận giữ sạch lưới nhiều nhất. Nhưng đối mặt với Hà Nội, họ vẫn chỉ được phép đóng vai kẻ thách thức không phải bởi trận thắng trước đội bóng bầu hiển của đội bóng bầu đức gần nhất cách đây đã 4 năm mà bởi với họ, Hà Nội đích thực là ngọn núi cao sừng sững. 11 năm về trước, Hoàng Anh Gia Lai của Kia Tisak từng thắng đậm Hà Nội đến 4-1 trong ngày đội bóng thủ đô giành chức vô địch V-League lần đầu tiên của mình. Và từ đó tới nay, Hoàng Anh Gia Lai chưa một lần trên cơ đối thủ ở đấu trường này. Đội bóng Bồ Đức từ đó chìm nghỉm trên bảng xếp hạng V-League, còn đội bóng Bồ Hiển thì bay cao và trở thành thế lực đáng sợ nhất của bóng đá Việt Nam. Mùa giải trước, Hà Nội có cú nước rút cực kỳ ấn tượng ở giai đoạn 2 đầy quyết định, trong khi Hoàng Anh Gia Lai thì thua đến 6 trên 7 trận ở trang nước rút mùa bóng 2020. Quang Hải và đồng đội giành đến 6 chiến thắng, chỉ chịu hòa duy nhất có một trận. Trận hòa ấy trước câu lạc bộ Việt Theo, đội bóng vô địch V-League 2020. Nếu thắng nốt trận gặp Việt Theo, Hà Nội ngày ấy mới là những người nâng cao cúp danh giá. Gặp nhau ở vòng năm giai đoạn 2 V-League 2020, Hà Nội cực kỳ quyết tâm bởi biết rằng đây rất có thể là trận đấu quyết định cả mùa giải họ không chỉ có một mà có rất nhiều cơ hội để có thể giải quyết đội bóng dùng trung sân hàng đậy với mình. Song trong một ngày cực kỳ đen đủi của Papeoma và Văn Quyết, họ không thể xé toang nổi mảnh lưới của thủ thành nguyên mạnh, thậm chí suýt phải trả giá với những pha bỏ lỡ đáng tiếc của Bruno và Trọng Hoàng. Trận đấu kết thúc tỷ số hòa không đều, Hà Nội thì rơi xuống thứ ba trên bảng xếp hạng và rồi ngậm ngùi nhìn Việt Theo lên ngôi dù chiến thắng nốt hai trận còn lại của mùa giải. Cũng như mùa giải trước, Hà Nội mùa bóng này lao đao vì chấn thương. Có những trận đấu họ mất gần hết đội hình chính. Nhưng trận đại chiến trên phố núi chiều nay, trừ Hùng Dũng đang tìm chấn thương dài hạn, Bùi Hoàng Việt Anh thì vẫn dình án. Hà Nội có đội hình mạnh nhất của mình. Với sự trở lại của Văn Quyết, Bruno Cunha và Đình Trọng, Trước một Hà Nội gần như vẹn nguyên sức mạnh, rất khó để học trò Zico có sự thăng hoa như chuỗi trận toàn thắng vừa qua. Nói về mặt kinh nghiệm và sự tinh quái, nếu Quang Hải và đồng đội nhận số 2 thì ở V-League chắc chắn là không có đội bóng nào dám nhận số 1. Khoảng cách 9 điểm với Hoàng Anh Gia Lai có lẽ là điểm yếu duy nhất mà người hâm mộ phố núi vin vào đó để tin vào kết quả tốt đẹp trước đội bóng của Văn Quyết và đồng đội trong hoàn cảnh vừa nhận tin dữ về việc Trung vệ Hữu Tuấn vừa nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Còn với Hà Nội, trận đấu mất ngôi năm ngoái trước Việt Theo đang chờ họ trên sân Pleiku có bước qua được kỷ niệm buồn này không? Còn chờ lời giải đáp từ cái duyên của các chân sút từng bất lực ngày đó, Văn Quyết, Bruno Cunha và cả Quang Hải. Chuyển sang tin tiếp theo, ở thời của tôi, Hoàng Anh Gia Lai không phải câu lạc bộ đáng sợ. Thưa quý vị, viết cho Dinh, cựu trung vệ Alvaro Silva của câu lạc bộ Hà Nội nhận định giá trị của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Thành Lương sẽ quan trọng ở cuộc đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng đặc biệt. Tôi nhớ đó là tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ đầy tiềm năng. Đội bóng này sở hữu lượng cổ động viên đông đảo. Thế nhưng chúng tôi đã thắng Hoàng Anh Gia Lai 3-0 trên sân hàng đẫy. Tiếng lịch 2017, Tôi thậm chí ghi một bàn, nhưng ở lượt về tại Pleiku, đội Hà Nội thua 2 đến 3 bàn sau bàn thắng ở phút chót. Thời của tôi Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng trẻ nhưng thi đấu rất cố gắng, họ nỗ lực xây dựng triết lý riêng. Khi ấy Hoàng Anh Gia Lai không phải đội bóng đáng sợ, cái tên gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi nhất chính là Thanh Hóa. Tôi nhớ đội Hoàng Anh Gia Lai thường rất khó chơi mỗi khi đá trên sân nhà. Ở đó các cổ động viên thường tới sân đông để cổ vũ cho cầu thủ. Điều này góp phần tăng thêm sức ép cho đội khách. Hà Nội biết chuyến làm khách đến sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai khi ấy quan trọng, bởi lẽ chúng tôi đang chạy đua cho chức vô địch. Tuy nhiên thật đáng tiếc khi tôi và đồng đội lại thất bại vào phút chót. Lúc còn thi đấu cho Hà Nội, tôi đứng chung với một tập thể gồm nhiều cầu thủ chất lượng. Dĩ nhiên khi được sát cánh cùng những tên tuổi xuất sắc và giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Thành Lương, điều đó làm tăng thêm sự tự tin cho bạn. Sự xuất hiện của những cầu thủ trẻ như Văn Hậu, Quang Hải, Duy Mạnh góp phần tăng thêm sức mạnh cho đội. Ở thời tôi, Hà Nội là câu lạc bộ có sự kết hợp giữa những cựu binh giàu kinh nghiệm và lứa trẻ. Yếu tố này quan trọng vì tạo ra sự cân bằng cho đội bóng. Mỗi khi đội nhà trải qua những trận đấu không tốt, các cựu binh sẽ lên tiếng, khi ấy các cầu thủ trẻ phải lắng nghe họ để rồi biết phải làm gì tiếp theo. Tôi thấy điểm mạnh nhất của đội Hà Nội chính là giá trị kinh nghiệm của Văn Quyết, Thành Lương, Moisés Olloa. Gần đây, tôi biết Hoàng Anh Gia Lai được dẫn dắt bởi Kia Senamuang, đó là huấn luyện viên giỏi. Nhà cầm quân này từng gặt hái được nhiều thành công ở U23 và tuyển quốc gia Thái Lan. Tôi không ngạc nhiên khi thấy Kia đang mắt tay với Hoàng Anh Gia Lai. Ông ấy là một trong số ít huấn luyện viên có cơ hội ra nước ngoài học tập và làm việc. Nhờ vậy, Kia hiểu rõ bóng đá, luôn biết cách để hoàn thành tốt công việc. Về trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Hà Nội thuộc vòng 10 V-League 2021, tôi nghĩ đây sẽ là cuộc chạm trán hấp dẫn. Hai đội đều có những cầu thủ tấn công chất lượng. Sân nhà Pleiku trở thành điểm tựa lớn với Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó, Hà Nội sẽ nhờ cậy vào kinh nghiệm bản lĩnh của Văn Quyết hay xét Dù kết quả ra sao đi nữa, tôi vẫn thấy bóng đá Việt Nam đang tiến bộ và phát triển rất là nhiều. Trình độ nhiều cầu thủ đang tiến gần hơn với châu Âu. Tôi nghĩ là một số cầu thủ có thể thích nghi và chơi bóng được tại Tây Ban Nha, đặc biệt là Cadiz FC. Đây là đội bóng tôi từng thi đấu. Lúc còn chơi cho đội Hà Nội, tôi thấy nhiều tiền vệ của họ đủ khả năng để sang châu Âu. Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh. Nếu muốn chơi bóng tại châu Âu thì bạn phải tới đó khi còn trẻ. Điều này giúp cải thiện khả năng chơi bóng nhanh. Có khi xuất ngoại ở tuổi 29-30, tôi e là rất khó. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức bóng đá hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.